Lý Kim Đồng xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Hôm nay là Đồng lại tiếp tục hướng dẫn cho ba em học sinh đấy, để học con sửa máy cày nhé mọi người nhé. Đây đang có ba học sinh mới về học sửa máy cày. Thì hôm nay mình sẽ là buổi đầu tiên nhé mọi người. Buổi đầu tiên để chia sẻ cho các em học sửa chữa máy cày. Bây giờ là học cách tháo lắp rồi nắm bảnh, là sẽ làm video sau cho mọi người xem nhé. Nắm bảnh là phải biết nghe cái tiếng bảnh của nó thì mình mới nắm được cái bảnh của nó. Hiện tại là bây giờ con bé này là cũng đang, hiện tại là cũng đang hỏng nhé mọi người nhé. Con này là nó bị hỏng bạt biên với lại xích măng, hai thứ đó. Con này là chắc chắn là một bạt biên là đi 100% rồi. Bởi vì con này nó bị hở cái phất trục cơ ấy mọi người. Phất trục cơ cho nên là cái nhất nó phun ra đây. Nó phun ra đây là nó cháy cái nó bị cháy bạt biên. Bây giờ là đã cũng tháo ra để sửa lỗ bạt biên và cũng sẽ chia sẻ cho các em về cái con máy cày này nó có bao nhiêu thứ bộ phận liên quan về nó nổ nhé mọi người nhé. Lấy tay 10 tháo ở đây. Đúng rồi. Tháo hết nhưng mà phải lấy cái chậu kia về để ốc đây. Lấy cái chậu để ốc. Cái đấy là dùng khẩu 12. Tìm cái khẩu 12 để xịt, lấy cái xịt gì cái xịt một tí sợ nó dỉ quá bắn đứt ốc ở trong ấy. RP7 ấy. Đây. Còn có một số em là học cả sửa xe máy nha mọi người nhá. Sửa xe máy với lại máy phát cỏ này. Máy xẻ này. Với lại động cơ máy nổ xăng 170 nha mọi người nhá. Xịt ít thôi, ít một thôi. Chỗ nào dỉ quá thì mới xịt thôi. Rồi, bây giờ lấy cờ lên 17. Tháo con này trước này. Đấy, tháo con này ra đó. Mà chỗ này phải để ý tháo ra, phải lấy cái giấy giấy kia về bịt cái lỗ này vào. Nếu không là cắt nó chui vào trong nó sẽ bị chết cái con kim phun. Lỗ này là quan trọng đấy. Xịt dỉ một tí sợ nó tí dỉ quá. Con này là vứt lâu rồi. Vứt lâu không ấy, không tháo. Đấy đấy, xìu lỗ đấy. Cho nhiều tí. À. Tháo cái trục đấy trước đã. Nó dễ tháo. Chứ tao có mò. Chứ tao có mò. Vậy tháo cái dưới này nữa. Cũng là 17. Đây bây giờ là mới bắt đầu tháo cái trên chứ. Đúng không? Ba em này là lần đầu tiên sờ vào máy cày cho nên là chưa biết là tháo ở đâu ra, tháo từ chỗ nào ra chỗ nào nhé mọi người nhé. Cho nên là mọi người thông cảm, mình sẽ cố gắng để hướng dẫn từng tí một để cho các em hiểu được nhé mọi người. Rồi bây giờ lấy tìm khẩu 12 bắn cái bình dầu ra, khóa dầu lại. Khẩu 12. Ôi, lấy cái tờ giấy nào bịt luôn cái lỗ này. Đấy. Thì nó chết cái chỗ đấy là quan trọng đấy. Chỉ cần cái gì chui vào là nó tắt cái phun luôn. Cái lỗ này thì tí bịt cái đầu này là được. Bây giờ phải tháo cái bình dầu ra đã. Cứ làm từ từ đó, vừa làm vừa nghiên cứu. Vừa làm vừa nghiên cứu, cứ làm từ từ nó mới nhớ được. Tháo bình dầu ra đi.
tí sửa cái súng bế để lấy cái súng bế bắn cũng là 12 hết rồi. Con máy này là mình mua về nhá mọi người, mua về để học sửa. Mùa này là hết mùa máy cày sửa rồi mọi người, cho nên là con này là mình phải mua về để cho các em học sửa. Rút ra trong đấy, trong đấy vẫn còn dầu đấy, dầu dầu đấy, đập lên không phải đấy, cứ đập lên đây, đập cái bình dầu nó lên, đập 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 lên cái tay đấy được rồi, không không dò nữa mà khóa rồi. Giờ tìm một cái giấy gì nhét vào cái lỗ này. Đấy là tổng, cái này là tổng bơm dầu hiểu chưa, tổng bơm dầu. Để tí mình cái này, nếu mà để tí hướng dẫn cho lúc kiểu gì mà nó bơm yếu hoặc là nó bơm mạnh đủ tiêu chuẩn hay chưa thì tí chú hướng dẫn sau. Bây giờ là tháo cái bình cái ống xả ra. Nếu mà tháo ra cái kia thì không không cần phải tháo ống xả cũng được, nhưng mà tốt nhất là phải tháo hết. Tháo hết xong tí lắp lại hết một thể. Ấn mạnh sâu vào. Nó dài quá, lấy cái tay kia nối vào, nối thêm, nối thêm. Mẹ em là còn rất là trẻ. Nó trời nữa sao đây? Có phải 12 không đây? Khẩu thế nào? Chờ nó tròn mất rồi, tháo con này trước đi. Dí máy thẳng vào, bắn dí máy cái dí chắc thẳng vào. Đừng để nó lạch. Rồi. Đấy. Thế này không, nó mình bắn nó bị lạch này nè. Lạch này là nó sẽ quay chồm hết. Phải dí vừa nãy, vừa nãy là vướng con ốc này đúng không? Thì nó mới bị thế. Con này là tròn, là phải lấy cái gì đục tròn hết rồi. Đục ấy. Tìm cái gì không? Tìm có cái đục của nó ấy. Đục con ốc này ra. Con này là máy cày 186 nhá mọi người nhá. Con này có vẻ là cũng cũng lâu rồi, lâu lắm rồi. Nhìn nó gì hết à. Đấy, đóng thế lên. Rồi, đóng nó khắt, chỉ cần lỏng phát là ra. Lỏng phát là nó ra. Ra chưa? Rồi, tí sẽ lắp xong sẽ hướng dẫn chỉnh luôn những tất cả những cái này. Lần sau còn biết. Ai lấy đồ chơi xe máy, mình có rất nhiều đồ chơi nhá mọi người nhá. Toàn đồ chơi xe máy này. Đồ chơi đẹp luôn, toàn đồ mới. Đồ chơi đủ kiểu luôn. Nhiều lắm. Đấy toàn tem dán để đồ chơi các thể loại. Con này nha, ví dụ con này không cần tháo, cứ lắp vào. Con này là để tí chú bảo lúc nào tháo thì phải tháo cái này là phải làm cái gì. Đấy. Tháo những cái này phải làm cái gì đó. Bây giờ tháo con này này. Không quan trọng phải tháo, con nào cũng đi tháo như thế thì mất thời gian. Khẩu 17 ấy, không đừng lấy cái cơ lê. Không lấy cơ lê. Lấy khẩu ấy. Khẩu 17 ở đây sao mà. Hả? Ôi nước không về đâu, qua mưa mất nước rồi. Những chỗ nào liên quan tháo thì bây giờ chỉ cần tháo này thôi. Tí mới tháo cái phần nào liên quan mình thay thì mình mới tháo. Thay là không tháo. Sau này mình đi sửa ấy. Không là cái chỗ không thay đồ tháo hết là lắp vào mất thời gian rất nhiều luôn. Con này này, hai con này này đã tháo đâu.
Mọi người nhớ đăng ký kênh và theo dõi video mới của mình nhé. Mình cũng đang bận, tí thì mình sẽ dừng video ở đây và sẽ làm video lắp về với kiểm tra lại tất cả những cái đầu nữa mọi người nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Thì mình cũng đang bận chút cho nên là không quay được cho mọi người xem. Lúc nữa mình sẽ quay chi tiết mà sẽ đăng video sau nhé mọi người nhé.